Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shop.acre24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Tôi Đức Trà chào 500 anh em. Tôi Cường Seven chào 500 anh em. Tôi Đắc Khoa chào 500 anh em. Tôi Lâm Tặc chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay anh em mình ra đồng lại tiếp tục series lướng siêu cay. Và các bạn đã nhìn thấy tiêu đề thì anh em mình gọi là lướng con mực khổng lồ siêu cay các bạn ạ. Thì con mực này là mình đã đặt mua lửa tháng nay, rất là khó mua luôn các bạn ạ. Anh em mình phải đặt lửa tháng nhá, đặt lửa tháng mà phải nhờ qua người này qua người lọ mới có thể có được một con mực siêu siêu khổng lồ, rất là to luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mực nhá. Các bạn mà thấy clip này của anh em mình mà hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em nha. Đây là con mực khổng lồ của anh em mình các bạn ạ, cực kỳ to luôn các bạn. Nhìn cái thau này đã rất là to rồi, mà khi nó bành ra nhá, nó đã hai cái mang kia của nó kìa, đã to bằng cái thau rồi. Bây giờ anh em mình sẽ mổ nó ra. Bạn đặt đằng sau đi, cầm thử lên. Úi giời, lặng không bạn? Thực sự rất là to luôn đấy, có cần ướm thử vào cái gì không để cho mọi người nhìn thấy? Ướm mọi người tiến đứng ra đây ướm thử xem nào. Đấy, đằng trước tiến đấy, đằng trước đấy. Đấy các bạn ạ, to hơn cả người tiến luôn. Đó. bây giờ anh em mình sẽ mổ, gọi là mổ chỗ này ra rồi anh em mình đem đi ướp siêu cay rồi anh em mình sẽ lướng các bạn nhá. Nào mổ đi bạn. Thực sự là đây các bạn ơi. Đây là cái gì đấy? Đây bạn giữ kỹ đi. Cái kiểu xương của nó ấy. Đấy, nó hình như có mỗi một cái thôi thôi. Đây các bạn ơi, mình sẽ cho các bạn xem này. Cái mực dày vãi cả trường các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Mực dày cực luôn, hai ngón tay luôn. Hai đốt ngón tay. 7 cân rất là to mà cầm rất là nặng luôn các bạn ạ. Rồi. Bây giờ anh em sẽ cho vào ướp luôn. Ướp từng luôn quá. Đây là lưỡi ướp siêu cay của mình các bạn ạ. Nhìn chát vào con mực rất là phê luôn. Thơm thật. Thơm không bạn? Nó sốc lên mũi bạn. Phê loi luôn. Lật càng sau nó quyết vào, chát vào. Hay là không đủ nước ướp hay sao ấy? Có cần phải khứa không nhỉ? Khứa đi. Khứa vài cái trong bụng nhá. Bụng bên ngoài được. Thì mình đang khứa ra sợ mực nó lâu chín các bạn ạ. Khứa ra để với cả cho nước ướp thấm vào bên trong nữa. Bởi vì nó dày, quá dày luôn các bạn ạ. Ui giời. Cứ chéo các bạn. Tuyệt vời luôn. Đó, không cho vào để chuẩn bị kẹp luôn. Ở đây là cái kẹp mới các bạn ạ. Anh em mình chính thức là sẽ không phá hoại môi trường là chặt chẽ nữa. Bây giờ toàn dùng đồ sắt thôi các bạn ạ. Hay lướng thì là mình hàn luôn cả cái này. Có vừa không? Liệu vừa không? Bạn để đấy. Ui giời. Vừa luôn các bạn ạ. Ui giời ơi. Biết là thưởng thức cái món này thế nào đây. Kẹp vào đây. Còn nhìn vừa luôn các bạn ạ, nhìn rất là ngon luôn. Cái này mà lướng lên ăn phê thì phải biết luôn. Đấy, luôn chờ cho vào kẹp luôn. Đấy, thiết kế cái chỗ đẹp nhất là ok. Rồi bạn bổ luôn, cứ cắt dâu ra nhá. Để đặt sang hai bên dìa này. Tùy bạn, bạn làm lại vào thấy thích hợp thì bạn làm. Xong bạn bổ luôn ra. Cắt đứt đĩa xong bổ luôn ra. Bạn giữ lên rồi. Bạn rạch cái giữa ra. Đây, rạch dữ sao mà, đâu mệt quá. Sợ nó có chạm gì không? Cuốn tí cuốn. Thực sự là anh em mình ướp siêu cay xong ruồi. À, mới đầu anh em chưa ướp siêu cay thì rất nhiều ruồi. Nhưng mà sau khi ướp là ruồi không dám bấu vào luôn. Bấu vào có khi ruồi bỏng xong sưng vòi lên. Mấy hôm sau không hút được đồ là có khi ruồi sẽ lăn ra chết các bạn ạ. Đây bật lửa đây bạn ơi. Đây bật lửa đây bạn châm đi. Hồi lửa lên em. Hồi bạn được đấy. Tiến lại. Bạn quay thử không nào? Lặng không? 7 cân các bạn ạ. Quay thực sự nhiều khi mà muốn quay cái những cái này nó rất là lặng các bạn ạ. Quay sợ quay nó khó. Cái hàn này thì hơi ngắn nên có lẽ về anh em mình sẽ phải hàn dài thêm ra một chút.
chín rồi con ạ. Nhưng mà bởi vì con mực này nó nặng quá nên là hôm nay về hai anh em phải quay, tức là hai người hai đầu quay chứ một người cầm rất là nặng con ạ. Đấy. Đun trà một đầu, lâm một đầu con ạ. Hai thanh niên trong lúc chờ mực được nướng chín thì đang là ăn xoài xanh chấm bột canh. Nhìn xoài mà chảy hết cả nước miếng các bạn ạ. Muối hảo hảo bạn ạ. Muối hảo hảo à. Xoài mùa này chỉ nhà Tiến mới có được các bạn ạ. Mời các bạn ơi. Cho bạn Lâm Anh một miếng nào. Mời các bạn ạ. Chín rồi các bạn ơi. Bỏ bạn dừng để quay hai mặt cho các bạn xem ngay. Để xuống. Đấy, xong quay mặt này. Đấy, úi giời các bạn ạ. Đây rồi, cái chỗ này nãy nó hơi cháy một tí các bạn ạ. Nhưng mà nhìn vẫn rất là ngon, bây giờ mình sẽ bỏ ra đấy, mình chặt để thưởng thức thôi. Khoa thèm chưa khoai? Cay quá. Bởi vì nó dày quá con ạ. Nó rất là dày, dày quá nên anh mình gọi là phải dùng dao để cắt. Chứ không bình thường anh mình dùng cái kéo là tuyệt vời. Ui giời, ngọt nha. Ui giời. Ui giời. Ngon quá. Úi dồi, cầm miếng này mà gậm nhỉ. Chắc là phê phải biết đấy. Bạn thử cắt một miếng xem nào. Bạn thử đi. Mời các bạn nhé. Sao thế? Cây ngọt ạ. Tôi thấy bạn rằng như kiểu là rằng cao su ấy. Hay là đồ Trung Quốc à? Đâu bạn cắt đi. Bạn cắt cho tôi một cái miếng đầu này đi để tôi cho các bạn xem nó dày như là. Đó đúng rồi, các đoạn giữa được. Úi giời các bạn, nó chảy ra cái nước gì này. Kiểu như là nước sữa các bạn ạ. Vào cắt một miếng đi. Nhìn ngon vãi. Đây, dưa lên cho các bạn xem. Đây các bạn này. Đây là miếng mực cực kỳ dày luôn. Đó. Là tôi thái nó hết đi bạn ơi. Đó, vì là ăn mực nên anh mình sẽ chế thêm một cái bát gọi là xì dầu mù tạt các bạn ạ. Để chấm cho nó phê. Bạn cho vừa mù tạt tôi không tí anh em khó ăn lắm. Nó sốc mù tạt. Bạn biết cảm giác đó rồi đúng không? Sốc lên nếu mà có thông mũi mát họng luôn. Úi giời, sao cho lắm xì dầu đấy bạn. Trời ơi. Làm gì? Bây giờ ạ. Cho hết cả lọ mù tạt đi luôn. Tí cho nó sốc luôn. Nếu một khi bạn đã làm cái bát nước đầy kia. Anh em mình đã thái xong rồi. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đánh chén các bạn ạ. Nào, bắt đầu thôi. Nhìn ngon quá các bạn ạ. Nhìn ngon vãi cả trứng luôn. Rồi các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nha. Ra rồi. Mời tất cả các bạn nha. Anh em mình mỗi anh em dùng một chút bia còn hai. Thằng Trẻ Trâu thì lại nước ngọt các bạn ạ. Cứ nước ngọt khi nào lớn thì mới được dùng bia. Đó, bây giờ cứ dùng nước ngọt thôi. Nào Cường thử đi, Khoa thử chưa? Tôi chưa cho Cường thử chưa. Ngập luôn các bạn. Chơi hắn ngập mù tạt luôn. Mời các bạn nha. Wow. Very good các bạn ạ. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Cảm thấy ăn cái mực 7kg với cả cái mực vài lạng ở chợ thì thấy như nào? Các bạn ạ, không bao giờ chúng ta có thể so sánh mực 7kg với cái mực ngoài chợ được. Không thể nào so sánh bằng được luôn. Bạn qua thưởng thức đi. Ôi miếng này cho vừa mồm. Có sốc bạn. Ngon ạ. Thử đấy, chấm nhiều mù tạt vào ăn cho phê. Chấm nhiều mù tạt vào hay sợ à?
Được, Tiến nó đòi chơi luôn cả cái miếng to này các bạn ạ. Gậm cả miếng to luôn, nào thử đi. Mời tất cả các bạn nha. Thái à? Úi dồi. Thấy như nào, cho đôn chèm như thế nào. Thử xem nó có phê như như ăn kia không ạ. Cảm giác như nào. Ngập hết mồm. Đây đây đây, dùng nước ngọt đi. Mình mời tất cả các bạn nha. Mát. Ừ. Cho thử miếng. Bởi vì trời bây giờ đang chuẩn bị tối rồi các bạn ạ. Bởi vì tôi thử miếng nhá. Ờ. Mời các bạn nhé. Ngấm mồm. Trời hôm nay rất là âm u các bạn ạ. Âm u nên là nhanh tối, bây giờ mới có hơn 4 giờ chiều mà bây giờ nó cảm giác như là 6 giờ của mùa hè các bạn ạ. 6 rưỡi ấy. Trời tối tối âm u rất là cảm giác tối sớm. Ăn này còn nhai sướng tôm hùm mà ạ. Dài ngon. Cay đấy. Mắc cay ấy. Bây giờ mình sẽ vào để thưởng thức các bạn ạ. Nhìn mấy anh em ăn mà thật ra thì cái nước miếng của mình nó cứ nó cứ chảy sang hai bên các bạn ạ, rất là khó chịu nên là mình phải vào để thưởng thức luôn. Mình mời tất cả các bạn nhá. Chấm tim mù tạt rồi. Mình không ăn, mình thì được cái là mình không ăn được mù tạt nhưng mà được cái mình hay ăn các bạn ạ. Không ăn, không được ăn được mù tạt nhưng hay ăn. Thì con này ăn hay nhỉ. Thật sự các bạn biết không mà, nó trắng, ăn nó cảm giác nó dai vào một miếng thịt mực dày, nhai nhiều ngọt các bạn ạ, ngon. Không biết là con này người ta có đem khô, phơi khô để người ta nướng được không các bạn ạ. Đây mọi người thử ít dâu thôi. Ủa. Dâu chất này. Bạn thử. Mời các bạn nhé. Ngon lắm ạ. Dâu ngon à? Cho mấy anh em thử coi. Có rất nhiều dâu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vài cái dâu luôn các bạn ạ. Mỗi anh em là thưởng thức thử một cái dâu. Đây, còn cái sót các bạn. Vậy là đủ cho mỗi anh em một cái dâu các bạn ạ. Dâu ôi, này mắc phê luôn. Còn hai con run đất rồi các bạn ơi. Tôi sẽ thưởng thức. Bạn thử muốn 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 xong bằng nuốt kiểu thế cái. Đó đúng rồi đấy, thế thế. Ơi thì tôi cắt kiểu này. Anh em mình ăn tuổi so hấp dẫn. Câu gì bạn? Đấy bạn bắt công đâu đấy. Thế là xong xé này á. Mời bạn không bạn ăn đi, bạn đi, anh em ăn điều này. Ơi rồi. Thế này là kiểu gì? Cắt đi. Không nhìn. Ok nhá. Thực sự là Khoa nghĩ là cái trò này là các bạn không nên bắt chước theo các bạn nhá. Chỉ những đôi nam nữ đang yêu nhau thì người ta có thể chơi được cái trò này, chứ hai thanh niên hoặc là hai bạn nữ thì không nên làm theo anh em mình cái trò này các bạn nhá. Thực sự là bây giờ còn rất là nhiều nữa các bạn ạ. Nhưng mà với mình thì sẽ có cảm nhận đầu tiên, nói chung là ăn nhiều ấy, nó rất là ngấy. Còn không biết là cảm giác của mấy anh em đây ăn như nào rồi. Thì bây giờ sẽ hỏi mấy anh em xem là cái cảm giác của anh em khi mà ăn mới chỉ có hết 1/4 con mực thôi các bạn ạ. Còn 1/3 nữa. Mà bây giờ không biết là anh em cảm giác nào, mình sẽ hỏi luôn con nha. Bắt đầu bạn nào cho trước đi, Khoa đi. Dạ, mà anh em mình đi ăn đồ nướng, ăn những con mực nhỏ ăn rất nhiều rồi. Mà hôm nay ăn những con to này thì ăn nó đẫy mồm quá. Cảm giác nó lạ. Cảm giác nó lạ, nhanh no ấy, ngây ngấy. Lâm nào? Với tôi thì lần đầu tiên tôi được ăn con mực nó to như thế này. Tôi cũng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó luôn. Tôi cũng có đi biển rồi. Nhưng mà không bao giờ được nhìn thấy con mực nó to như này luôn. Bạn nhờ tôi nhận hàng, tôi tưởng là bên Trung Quốc gửi về cơ. Tôi không nghĩ đây là con mực sống, mực thật. Tức là bạn chưa gặp bao giờ, bạn tôi vẫn không tin loại là con mực to đúng không? Thế nào?
từ bé đến giờ em mới được nhìn được con mực nó to như thế này. Trước thì mực to hơn bàn tay này tí thôi. Và ăn mực con mực này ngoài ra ngoài cái kẻ trong này ngọt rồi và dai đó. Chấm với này phê thôi rồi. Thực sự các bạn còn rất là nhiều luôn, cả cái máng này luôn các bạn ạ. Rất là to luôn đấy. Cái mấy máng này lên như giống hôm mà sơn lợn nướng. Không giống. Được chưa nào? Mình lần đầu tiên được tiếp xúc với con mực khổng lồ này. Mấy cả lần đầu tiên được ăn nữa. Ăn thì bên ngoài ăn rất là cay, mấy cả phần thịt bên trong vừa trắng này, ăn nó vừa giòn lại vừa ngọt ngọt. Ăn nó nhai nó, ăn nhai là ăn ngọt. Chấm với mù tạt nữa sốc tận lão. Tôi các bạn, tôi cũng lần đầu tiên được ăn con mực này nhưng mà thực sự là bên ngoài gọi là nước ướp siêu cay, gọi là rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà ăn bên trong các bạn ạ, thịt nó mềm mềm nó ra sữa mà tôi ăn nó mùi như kiểu mực queen của ngày xưa. Anh em mình đi học cấp 1 ấy có mực để bơm bút máy ấy các bạn ạ. Ủa ăn đặc mùi mực luôn. Nhưng mà vẫn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ok, vậy là anh em đã cho các bạn biết cái cảm giác khi mà ăn cái con mực khổng lồ nướng siêu cay này rồi. Bây giờ mình sẽ dừng clip này ở đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.